Dạ, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay tại thẩm mỹ viện BB Thanh Mai sẽ có một buổi livestream trực tiếp của bác sĩ Tính với một khách chị khách tên là Dung. Chị từ ở Mỹ về, năm nay chị 56 tuổi. Chị cũng đang quan tâm vấn đề trẻ hóa da. Thì Phụng xin phép được mời cả nhà xem cái buổi livestream trực tiếp này nhé. Dạ, mời cả nhà vào trong nha. Xong một like cuối cùng ở cái khuôn mặt bên phải của chị Dung rồi. Bây giờ mình sẽ mời chị Dung ngồi dậy. Chị Dung ơi, mình đã điều trị xong một nửa khuôn mặt bên phải với công nghệ Otherapy rồi. Thì mình coi, mình sẽ so sánh lại hình ảnh trước sau ha. Mình vừa điều trị xong thì cái phần mà chảy xệ cái viền hàm, cái skin show này mình được nâng cao hơn, nên nó làm rãnh cái miệng mình bớt hơn nè, rãnh mũi má mình cũng bớt hơn nè, và cái da nó săn hơn. Chị thấy ha, chị thấy rờ để mình cảm nhận được. Chị thấy thì sao? Thấy nó thẳng. Căng hơn ha. Những cái nếp nhăn nó cũng cải thiện bớt. Mà cái này nó chỉ mới khoảng từ 5-10% cái hiệu quả thôi. Bởi vì cái quá trình mà tăng tạo cái collagen, neocollagenesis á, nó phải bắt đầu từ tháng thứ 2 rồi tới tháng thứ 6 mình mới đạt cái hiệu quả tối đa, là những cái collagen nó mới trưởng thành hơn. Và thì mình thấy cái hiệu quả sau đó nó còn đẹp hơn nữa. Cảm ơn bác sĩ. Chào các chị, tùy theo tình trạng da của mỗi người mà bác sĩ sẽ có một cái phác đồ điều trị khác nhau cho mỗi khách hàng. Nếu các anh chị có thắc mắc về công nghệ trẻ hóa da tại thẩm mỹ viện BB Thanh Mai thì các anh chị vui lòng liên hệ vào số hotline tổng đài 1800 6617 để BB Thanh Mai tư vấn kỹ hơn cho các anh chị nhé. Dạ, để không làm phiền các anh chị, thì bây giờ chị Dung sẽ, bác sĩ Tính sẽ tiếp tục điều trị cho chị Dung thêm một nửa khuôn mặt bên kia để mình cảm nhận cái công nghệ của Otherapy tại thẩm mỹ viện BB Thanh Mai như thế nào ạ. Dạ thì hiện tại bác sĩ Tính đang điều trị nửa bên mặt còn lại cho chị Dung đây. Thì nếu các anh chị có thắc mắc gì về công nghệ trẻ hóa da tại thẩm mỹ viện BB Thanh Mai thì vui lòng để lại số điện thoại, bác sĩ Tính sẽ trả lời trực tiếp những cái vấn đề thắc mắc của các anh chị.